Nào mình cùng bơi nhé con à, đi bơi thôi sẽ rất tuyệt. Mình cùng học bơi rất vui này, hãy sẵn sàng con yêu. Ta xuống nước nào, ta học bơi. Bạn nhỏ à, hãy xuống nước nào, cho hai chân đung đưa thế này. Rồi bạn đạp chân giống như mình, tập bơi vui thật là vui. Như thế này, ta đạp chân. Giờ mình nhảy xuống nước nào, không sao đâu đã có ba rồi. Đừng sợ mà hãy cố lên nào, tập bơi vui thật là vui. Rất dũng cảm, ta học bơi. Giờ mình cùng đeo kính bơi nào, lặn xuống nước nhé. Như thế này, mình tập thở dưới nước thôi nào, tập bơi vui thật là vui. Bồng bông thật tuyệt, ta học bơi. Mình thả lòng người nhé con à, khi ta bơi sẽ không bị chìm. Đừng sợ mà hãy cố lên nào, tập bơi vui thật là vui. Rất dũng cảm, ta học bơi. Mình tập đạp chân đúng cách nào, hãy cố gắng con yêu à. Đều thật đều con sẽ quen dần, tập bơi vui thật là vui. Đạp chân đều, ta học bơi. Ồ, nhìn bạn cá bơi này, con rất muốn giống như bạn. Tập luyện nhiều, con sẽ giống bạn. Hãy cố lên nào, con yêu. Vui, rất vui, ta học bơi. Giờ mình học cách tin thở làm theo cô như thế này. Đừng sợ mà hãy cố lên nào, tập bơi vui thật là vui. Cùng nín thở, ta học bơi. Nhìn mình bơi rất vui này, bơi xung quanh với ba rất tuyệt. Giờ mình sẽ cố gắng học để bơi thật giỏi như ba. Bơi thích thật, ta học bơi. Trượt cầu trượt sẽ rất thú vị, không sao đâu bé yêu à. Đừng sợ mà hãy cố lên nào, học bơi vui thật là vui. Con rất tuyệt, ta học bơi. Trước tiên, con cần đảm bảo rằng mình biết ai đang gõ cửa. Cộc cộc, ai gõ cửa, mình cùng xem nhé. Cộc cộc, mẹ đã về. Đó là mẹ các con. Đó chính là mẹ. Mẹ có biết mật mã không? Mật mã đây. Cộc 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 cộc. Ta ơi mẹ đã về. Chào con yêu. Con hãy luôn nhớ không được mở cửa cho người lạ nhé. Không được mở. Có ai bấm chuông kìa mẹ ơi. Cộc cộc, ai gõ cửa, mình cùng xem nhé. Cộc cộc, ba đã về. Đó là ba đấy ạ. Con thấy ba rồi. Vậy ba biết mật mã không? Mật mã đây. Cốc 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 cốc. Ba đã về. Làm tốt lắm con trai. Có nhớ phải luôn gọi ba mẹ nếu như thấy người lạ đến nhà nhé. Ba ơi, có ai đang ở ngoài cửa? Cốc
Ai gõ cửa mình cùng xem nhé. Ông đây mà cháu à. Đó là ông ạ. Ông đến chơi à? Vậy ông biết mật mã không? Mật mã đây. Cốc 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 cốc. Ông đây rồi. Ê, chào cháu gái. Cháu hãy nhớ không được mở cửa cho người lạ nhé. Không mở cửa. Ê, cháu ngoan lắm. Cốc cốc, ai gõ cửa mình cùng xem nhé. Hãy mở cửa cháu à. Là bà đấy mẹ. Đó chính là bà. Bà có biết mật mã không? Mật mã đây. Cho người lạ, cháu nhớ nha. Không được. Có ai đó ở ngoài cửa. Cốc cốc, ai gõ cửa, mình cùng xem nhé. Tôi đến giao pizza. Mẹ ơi, ba ơi, đó là người lạ. Vậy chú biết mật mã không? Chú không biết. Đó chỉ là người giao pizza. Chú ấy mang bữa tối đến thôi con à. Con rất đáng khen vì đã nói với ba mẹ khi có người lạ tới gõ cửa. Yay! Hôm nay chúng ta đã rất vui và học được cách nên làm gì khi có ai đó gõ cửa rồi đấy. Và chúng ta được ăn pizza nữa. Mình đi cùng nhau vui, rất vui. Mình bay cùng nhau vui, rất vui. Con sẵn sàng chưa? Vâng, thưa ba. Chúng ta bay nào? Đã sẵn sàng. Con nhìn chú phi công kìa, John. Xin chào cậu bé. Mình sẽ cùng bay. Vâng, chú ơi. Cùng bay thật cao. Vâng, chú ơi. Cài dây an toàn nha. Chào, đang ngay. Máy bay tăng cháu này. Dìm, dìm, dìm. Này em. Vâng, ta em. Là em nhảy phải không? Không, anh à. Thật không, thật không. Vâng, chị à. Chơi với Dino này. Yay, yay, yay. Sao vậy con? Con rất sợ. Đừng lo mà con. Vâng, thưa mẹ. Mình uống nước này nha. Vâng, mẹ ạ. À. Bé yêu rất ngoan. Yum, yum, yum. Làm sao vậy con? Con không vui. Tại sao vậy con? Con không vui. Nhìn ra cửa sổ nhé. Vâng, thưa ba. Ngắm những đám mây. Wow, wow, wow. Chuyến bay của chúng ta chuẩn bị hạ cánh.
xin mời các hành khách hãy đeo dây bảo vệ. Xin cảm ơn. Này con, này con. Vâng, ta con. Cần đeo dây an toàn nha. Vâng, thưa mẹ. Con sẵn sàng chưa? Vâng, mẹ à. Máy bay hạ cánh nào. Yay, yay, yay. Những loài động vật giống như hổ thì sống ở trong rừng. Ồ, trong rừng còn có rất nhiều loài khỉ và chim với rất nhiều màu sắc. Em có muốn gặp các bạn ấy không bé John? Ý hay đấy. Đang hay muốn. Nghe có vẻ rất vui đấy các con. Vườn bạch thu mình cùng đi chơi nhé. Vườn bạch thu mình cùng đi chơi nhé. Vườn bạch thu mình cùng đi chơi nhé. Bạn có muốn đi không nào? Có rất nhiều động vật nhé. Tôi, hổ và hà mã. Mình rất thích động vật. Còn bạn thì sao? Vườn bạch thu ôi thật là tuyệt. Chào mừng các bé đến với vương quốc động vật. Cảm ơn chú ngựa vằn. Có rất nhiều loài động vật nhé. Đây gia đình của bạn hà mã đang ngâm mình trong hồ nước. Vườn bạch thu ôi thật là tuyệt. Chúng có thân hình nhịp thật là lớn. Chiếc răng của hà mã to lắm với cái miệng rộng. Em xem nhé, bạn ấy đang yêu chưa kìa. Bé John, mẹ nghĩ bạn ấy muốn chơi với con đấy. Mọi người có thấy không? Bé John, con đã có một người bạn mới. Có rất nhiều loài động vật nhé. Đây chính là hồ con rùng mạnh. Với tiếng gầm thật là lớn. Bạn ấy rất đáng sợ. Những lúc bạn hồ con uống sữa. Em xem kìa bạn thật là cháu hãy lại đây. Màn trình diễn của các bạn khỉ sắp bắt đầu rồi. Thưa quý vị và các bạn nhỏ, tôi xin giới thiệu với các bạn một màn trình diễn vô cùng thú vị. Ôi không, khỉ ngốc. Chuyến đi vẫn chưa kết thúc đâu. Mẹ ơi, chúng ta đi đâu vậy? Mẹ cũng không biết nữa. Chúng mình cùng lên cao nhé. Chúng mình cùng lên cao nhé. Ta sẽ gặp một người bạn mới. Bạn hãy xem với bọn mình. Kêu cao cầu này nhìn kia em. Với chiếc cổ dài trông thật cao. Rất thân thiện là người bạn tốt. Bạn ấy đang yêu không nào? Nào cả nhà, tiếp tục hành trình thôi nào. Hẹn gặp lại ở dưới nhé. Chúng mình cùng nhau. Tới đúng lúc diễn ra buổi diễu hành của những chú voi. Wow, thật là tuyệt. Chúng mình cùng xem voi nhé. Chúng mình cùng xem voi nhé. Với thân hình thật cao lớn. Cậu ấy đang diễu hành kìa. Hôm nay mình được đi vườn thú. Có rất nhiều loài động vật đây. Mình rất thích động vật. Còn bạn thì sao? Vườn bạch thu thật tuyệt. Thank you.
chúng mình hãy đi rửa tay ngay nhé, giúp cho tay ta luôn sạch. Theo ơi vi khuẩn, vi khuẩn này đi ngay, mình cần rửa tay thật sạch sẽ. Nhớ hãy luôn rửa bằng xà phòng thơm, rồi mình xả nước ngay. Các con đã sẵn sàng cho lớp học võ chưa? Hay da! Tăng cường sức khỏe, tập luyện hàng ngày. Ta giống siêu anh hùng, đánh đuổi vi khuẩn. Chân mình cũng không sạch, cần rửa ngay nhé. Vi khuẩn, hãy đi ngay! Vi khuẩn có rất nhiều trên bàn tay các con, nên rửa ngay bé yêu à, rửa sạch sẽ. Giỏi lắm các con, vi khuẩn đã không còn nữa. Cho mình đi công viên được không ạ? Được thôi. Công viên mình đi nào, chơi ở đây rất vui. Trượt đầu trượt mình rất thích, hãy xem này. Vẽ tranh với các bạn thật là vui. Công viên thật là tuyệt. Vi khuẩn có rất nhiều trên bàn tay các con, nhớ trước khi ăn thì rửa tay sạch sẽ. Ta đuổi hết vi khuẩn bằng xà phòng ngay nhé, rồi mình xả nước ngay. Giờ con có muốn chơi đá bóng không? Chúng mình hãy cùng chơi với nhau. Đá bóng sẽ rất vui này, thật là thích. Chưa? Sau khi ta chơi xong, rửa chân tay sạch sẽ. Ta đánh bay vi khuẩn bằng xà phòng thơm. Giờ chân tay mình đã sạch. Tốt lắm. Giờ ai muốn đi ăn kem nào? Con bị ốm rồi. Đừng lo lắng, bác sĩ sẽ giúp con tốt hơn. Bạn nhỏ tiếp theo, Sophie. Vào trong thôi, bé ngoan ơi, bác sĩ kiểm tra đừng lo. Chẳng hề đau đâu, phòng khám kia sẽ rất thú vị. Đây chính là máy chụp để bác sĩ thấy vết thương. Hãy đứng vào đây nào, em bé à. Đu đu dũng làm được rồi nhé, đu đu dũng cảm lắm, con rất tuyệt. Giỏi lắm Sophie, con có thể chọn bất cứ thứ gì con thích. Cái này ạ. Yay. Giờ đến lượt Jacob. Vào trong thôi, bé ngoan ơi, bác sĩ kiểm tra đừng lo. Chẳng hề đau đâu, phòng khám đây sẽ rất thú vị. Xem cân nặng xong mình, đo chiều cao nữa nha. Hãy đứng vào đây nào, đo xong mình chơi bé à. Đu đu dũng cảm lắm, làm được rồi nhé. Đu đu dũng cảm lắm, con rất tuyệt. Con thật dũng cảm Jacob.
con có muốn lấy đồ chơi không? Xe tải ạ. Anita, đến lượt rồi. Vào trong thôi, bé ngoan ơi, bác sĩ kiểm tra đừng lo. Chẳng hề đau đâu, phòng khám đây sẽ rất thú vị. Bác sĩ ơi, kiểm tra này, đo nhịp tim của mình. Bé hãy ngồi ngoan nào, đo xong mình chơi bé à. Đút đút dũng cảm lắm, làm được rồi nhé. Đút đút dũng cảm lắm, con rất tuyệt. Con có một trái tim khỏe mạnh. Chọn một thứ đi nào. Chim cánh cụt đáng yêu. Đến lượt con rồi, Charlie. Vào trong thôi, bé ngoan ơi, bác sĩ kiểm tra đừng lo. Chẳng hề đau đâu, phòng khám đây sẽ rất thú vị. Bôi thuốc vào vết thương này để nhanh khỏi đau bé à. Không sao đâu mà, không hề đau chút nào. Đút đút dũng cảm lắm, làm được rồi nhé. Đút đút dũng cảm lắm, con rất tuyệt. Tốt lắm, con là một cậu bé dũng cảm. Giờ con hãy chọn đồ chơi mà mình thích đi. Robot ạ. Và giờ đến lượt bé John rồi. Ôi bé yêu, bác sĩ sẽ giúp con tốt hơn. Vào trong thôi, bé ngoan ơi, bác sĩ kiểm tra đừng lo. Chẳng hề đau đâu, phòng khám đây sẽ rất thú vị. Bé đã bị sốt rồi, mình nên uống thuốc ngay. Sẽ dễ chịu hơn nhiều, em bé à. Đút đút dũng cảm lắm, làm được rồi nhé. Đút đút dũng cảm lắm, con rất tuyệt. Bé John, con là một bệnh nhân tuyệt vời. Con hãy chọn một món đồ chơi mà con thích đi nào. Máy bay, máy bay. Zoom, zoom. Nhưng tạm biệt. Ôi, con yêu, con đã khỏe hơn nhiều rồi. Con yêu, hôm nay là ngày đi khám răng. Chị và anh sẽ giúp em, đừng lo bé à. Nào lại đây em ơi, xem chị đi khám răng. Giờ mình kiểm tra nhé, hãy nhìn đây bé ơi. Đừng sợ mà bác sĩ giúp răng của em tốt hơn. Nào em yêu, tu 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 lại đây nhá. Tu 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 đừng sợ nhé. Tu 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 hãy cố lên. Nào em yêu, tu 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 lại đây nhá. Tu 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 đừng sợ nhé. Bác sĩ khám răng này hỡi bé à, đừng lo lắng nhé, tôi sẽ giúp bạn. Giờ mình kiểm tra thôi, dũng cảm lên bé ơi. Đừng sợ mà bác sĩ giúp răng của bạn tốt hơn. Nào em yêu, tu 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 lại đây nhá. Tu 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 đừng sợ nhé. Miệng thật to, bác sĩ kiểm tra giúp bạn. Cần ngồi yên nhé bé, xem hàm răng thế nào. Cùng nhìn bên trong ta, xem thật kỹ bé à. Đừng sợ mà bác sĩ giúp răng của bạn tốt hơn. Mở miệng to, tu 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 tu. Mở miệng to, tu 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 tu. Rồi bác sĩ tu 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 khám chiếc răng. Nào em ngoan, tu 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 tu, tự tin lên, tu 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 tu. Mở miệng to, tu 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 tu.
đây rồi, bàn chải đánh răng. Mình phải luôn nhớ đánh răng sạch sẽ mỗi ngày, bảo vệ hàm răng, vệ sinh của ta tốt hơn. Và cần phải đi khám nữa, nghe lời anh bé à, để hàm răng trắng sáng giúp ta tự tin vui cười. Nào em ngoan giữ tư tư đu tư đu cười thật tươi cho tư tư đu tư đu cười thật tươi cho tư tư đu tư đu răng trắng tinh. Nào em ngoan giữ tư tư đu tư đu mình đi khám giữ tư tư đu tư đu gặp bác sĩ giữ tư tư đu tư đu sẽ rất vui. Bạn ăn đi nhé, kem có vị ngọt thơm ngon lắm, cherry cùng mâm xôi và chuối tuyệt lắm, những que kem cầu vồng. Thịt dưa, các bạn có thịt Việt quất, cam ngọt, tươi ngon nữa, nhiều vị trái cây rất tuyệt này. Chúng mình rất thích dưa, chúng mình rất thích Việt quất, cam ngọt, ôi ngon lắm, nhiều vị trái cây rất tuyệt này. Ha ha.